Dạ, giờ tiếp theo Thạch Trúc cũng xin kính tặng đến cô chú anh chị và ba câu vọng cổ trong bài Nỗi Nhớ Tháng Tư. Mời cô chú anh chị em cùng lắng nghe. Tháng tư về lòng lại thấy bâng khuâng, hơn 40 năm vẫn ngày 30 tháng tư lịch sử, thời gian đi mà tháng năm thì bất tử. Để hôm nay nghe đau nức cuộc đời, cứ ngỡ đâu đây bốn bề vang vọng tiếng súng tấn công của đoàn quân giải phóng về với quê hương đang trong ngóng. Nỗi vui sướng mà ngập tràn trong nắng, và những ai còn trên đất mẹ hôm nay, ngày ấy 30 tháng tư dân muôn đời trong ký ức. Mà ở trong ta đời ta muốn thở còn cái...
hồng là còn nhớ không quên. Dạ cảm ơn.